Này thiện hiện, thế nào gọi là bốn điều không sợ? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta là chánh đẳng giác, thì dù có Sa môn hoặc Bà la môn hoặc Thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian, y cứ vào pháp lập vấn nạn hoặc khiến cho người ta nhớ nghĩ, Phật đối với pháp ấy chẳng phải chánh đẳng giác, ta đối với vấn nạn kia thấy rõ là không duyên cớ. Vì đối với vấn nạn kia thấy rõ là không duyên cớ, nên được an ổn vững vàng, không sợ, không hãi. Nên tự xưng ta ở ngôi đại tiên tôn quý, ở giữa đại chúng chính thức giống tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe đại phạm. Mà tất cả sa môn hoặc bà la môn, hoặc thiên ma phạm, hoặc ai khác trong thế gian quyết định, không ai có thể chuyển đúng như pháp, đó là thứ nhất. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta đã vĩnh viễn diệt tận các lậu, thì dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian căn cứ pháp lập vấn nạn hoặc khiến cho người ta nhớ nghĩ, Phật đối với lậu ấy chưa được diệt tận vĩnh viễn, ta đối với vấn nạn ấy biết rõ không có duyên cớ, vì đối với vấn nạn ấy biết rõ không có duyên cớ, nên an ổn vững vàng không sợ hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở giữa đại chúng chính thức giống tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe đại phạm. Mà tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian quyết định không ai có thể chuyển đúng như pháp, đó là thứ hai. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta vì các chúng đệ tử nói pháp có thể làm chướng ngại nhiễm ô thì chắc chắn chướng ngại, dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian y cứ vào pháp lập vấn nạn hoặc khiến cho người ta nhớ nghĩ, có pháp nhiễm này chẳng thể làm chướng ngại, ta đối với vấn nạn ấy thấy rõ là không có duyên cớ. Vì đối với vấn nạn ấy thấy rõ là không duyên cớ nên được an ổn vững vàng không sợ hãi. Nên tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý ở giữa đại chúng, chính thức giống tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe đại phạm. Mà tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian quyết định không ai có thể chuyển đúng như pháp, đó là thứ ba. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tự xưng ta vì các chúng đệ tử nói đạo xuất ly, chư thánh tu tập quyết định xuất ly, quyết định thông đạt hết sạch các khổ, thoát vòng khổ não. Dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian căn cứ pháp lập vấn nạn hoặc khiến cho người ta nhớ nghĩ, có tu đạo này nhưng chẳng phải thật sự xuất ly, chẳng phải thật sự thông đạt, chẳng phải thật sự hết khổ, chẳng phải thật sự thoát vòng khổ não, ta đối với vấn nạn ấy thấy rõ là không có duyên cớ. Vì đối với vấn nạn ấy thấy rõ không có duyên cớ nên được an ổn vững vàng, không sợ, không hãi. Tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở giữa đại chúng chính thức giống tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe đại phạm. Mà tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian quyết định không có ai có thể chuyển đúng như pháp, đó là thứ tư. Này thiện hiện, đó gọi là bốn điều không sợ. Này thiện hiện, những gì là bốn sự hiểu biết thông suốt? Này thiện hiện, hiểu biết thông suốt nghĩa, hiểu biết thông suốt pháp, hiểu biết thông suốt từ, hiểu biết thông suốt biện. Này thiện hiện, đó gọi là bốn sự hiểu biết thông suốt. Này thiện hiện, thế nào là hiểu biết thông suốt nghĩa? Đó là trí duyên nghĩa, không chướng ngại. Này thiện hiện, thế nào là hiểu biết thông suốt pháp? Đó là trí duyên pháp, không chướng ngại. Này thiện hiện, thế nào là hiểu biết thông suốt từ? Đó là trí duyên từ, không chướng ngại. Này thiện hiện, thế nào là hiểu biết thông suốt biện? Đó là trí duyên biện, không chướng ngại. Này thiện hiện, những gì là 18 pháp Phật bất cộng? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không bao giờ lầm lẫn, đó là pháp Phật bất cộng thứ nhất. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không có lời nói vội vàng thô bạo, đó là pháp Phật bất cộng thứ hai. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không quên mất niệm, đó là pháp Phật bất cộng thứ ba. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác luôn luôn định tâm, đó là pháp Phật bất cộng thứ tư. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác không có các loại tưởng, đó là pháp Phật bất cộng thứ năm.
tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, không có pháp nào là không chọn lựa xả bỏ. Đó là pháp Phật bất cộng thứ sáu, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, chỉ muốn không thối lui. Đó là pháp Phật bất cộng thứ bảy, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tinh tấn không thối chuyển. Đó là pháp Phật bất cộng thứ tám, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, nhớ nghĩ không quên. Đó là pháp Phật bất cộng thứ chín, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, bát nhã không thối chuyển. Đó là pháp Phật bất cộng thứ 10, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, giải thoát không thối chuyển. Đó gọi là pháp Phật bất cộng thứ 11, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, giải thoát tri kiến không thối chuyển. Đó là pháp Phật bất cộng thứ 12, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc biết hoặc thấy đời quá khứ không trước không ngại. Đó là pháp Phật bất cộng thứ 13, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc biết hoặc thấy đời hiện tại không trước không ngại. Đó là pháp Phật bất cộng thứ 14, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, hoặc biết hoặc thấy đời vị lai không trước không ngại. Đó là pháp Phật bất cộng thứ 15, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả thân nghiệp do trí dẫn dắt, theo trí mà chuyển. Đó là pháp Phật bất cộng thứ 16, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả ngữ nghiệp do trí dẫn dắt, theo trí mà chuyển. Đó là pháp Phật bất cộng thứ 17, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, tất cả ý nghiệp do trí dẫn dắt, theo trí mà chuyển. Đó là pháp Phật bất cộng thứ 18, này thiện hiện. Đó là 18 pháp Phật bất cộng. Này thiện hiện, những gì là 32 tướng đại sĩ của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Này thiện hiện, dưới bàn chân Thế Tôn có tướng bằng thẳng, đầy đặn, đẹp đẽ, vững vàng, giống như đáy hộp. Đất tùy cao thấp, tùy theo chỗ bước chân đạp xuống đều bằng phẳng, không có chỗ nào chẳng tiếp xúc. Đó là tướng thứ nhất. Dưới bàn chân Thế Tôn có các tướng xoáy tròn như bánh xe, có ngàn nan hoa, cái nào cũng tròn đầy. Đó là tướng thứ hai. Tay chân Thế Tôn đều mềm mại như tơ lụa, đẹp hơn tất cả. Đó là tướng thứ ba. Tay chân Thế Tôn ở giữa mỗi ngón giống như nhạn vương, đều có màng màu vàng dính liền nhau, vằn như thêu họa. Đó là tướng thứ tư. Tay chân Thế Tôn có các ngón tròn đầy đặn thon dài rất khả ái. Đó là tướng thứ năm. Gót chân Thế Tôn dài rộng tròn đầy, tương xứng với mu hơn các hữu tình khác. Đó là tướng thứ sáu. Mu bàn chân Thế Tôn cao dày đầy đặn, mềm mại đẹp đẽ, tương xứng với gót chân. Đó là tướng thứ bảy. Hai đùi Thế Tôn thon tròn, dần như đùi nai chúa ế nê tà tiên. Đó là tướng thứ tám. Đôi cánh tay Thế Tôn dài thẳng tròn đầy, như